Sáng nay, tại nhà Quốc hội, khai mạc phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, do yêu cầu công việc và đặc điểm của tình hình, phiên họp này được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 8 đến ngày 10 và đợt 2 từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12, để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét quyết định một số nội dung cấp bách liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Quốc hội trong giai đoạn hiện nay, xem xét dự án sửa đổi bổ sung một số điều của một số luật, cho ý kiến về đề án xây dựng cơ chế chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là vấn đề rất quan trọng, cấp bách hiện nay. Quốc hội đã ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cụ thể. Nội dung này cũng nằm ngoài khuôn khổ của các khung kế hoạch 5 năm đã trình Quốc hội xem xét, quyết định. Do đó, càng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định. Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên họp được tổ chức làm hai đợt vì Thường vụ Quốc hội cần cho ý kiến sớm đối với những nội dung liên quan đến kỳ họp bất thường của Quốc hội để Chính phủ và các cơ quan thẩm tra có đủ thời gian, điều kiện để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các báo cáo trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp bất thường.